Hội nghị thượng đỉnh bộ tứ gồm Mỹ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản dự kiến tổ chức ở thành phố Sydney, Úc vào tuần tới đã bị hủy sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rút ngắn chuyến thăm châu Á. Đài CNN dẫn lời Thủ tướng Úc Anthony Albanese xác nhận thông tin trên vào ngày 17 tháng 5. Tuy nhiên, ông cho biết các cuộc thảo luận của nhóm bộ tứ vẫn có thể tiến hành khi bốn nhà lãnh đạo Mỹ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản đến thủ đô Tokyo dự hội nghị thượng đỉnh G7. Hội nghị thượng đỉnh bộ tứ được lên kế hoạch vào ngày 24 tháng 5, dự kiến bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Ông Biden đã lên kế hoạch tới thành phố Sydney, Úc để dự hội nghị này, nằm trong lịch trình chuyến thăm châu Á kéo dài một tuần. Nhà Trắng hôm 16 tháng 5 tuyên bố ông Biden sẽ rút ngắn chuyến thăm châu Á, được cho là do các cuộc đàm phán trần nợ đang diễn ra ở thủ đô Washington. Dù hội nghị thượng đỉnh bộ tứ bị hủy, các nhà lãnh đạo vẫn sẽ tổ chức các cuộc thảo luận ở Nhật Bản nhưng chưa xác nhận thời điểm. Những vấn đề được mang ra thảo luận dự kiến bao gồm sự hợp tác về công nghệ quan trọng và mới nổi, biến đổi khí hậu, theo thông báo của Nhà Trắng hồi tháng trước. Trong khi đó, ông Albanese nói rằng các nhà lãnh đạo bộ tứ khác vẫn có thể đến thành phố Sydney vào tuần tới. Theo lịch trình ban đầu, chuyến thăm của ông Biden lần này bao gồm điểm dừng chân Port Moresby, Papua New Guinea. Ông dự kiến gặp các nhà lãnh đạo khác của diễn đàn đảo Thái Bình Dương. Tuy nhiên, nhà phân tích quốc phòng cấp cao tại Rand Corporation Mỹ, Dodred Grossman nhận định việc ông Biden hủy bỏ chuyến thăm tới Papua New Guinea có thể gây ra hậu quả sâu rộng hơn đối với chính sách của Mỹ tại quần đảo Thái Bình Dương.